Nhóm UNIT CKC Tờ Dinh Tết Nà Lờ Ghi Si In là kết quả của việc tạo ra trường học của tôi đến trường kỹ thuật. Nhưng nó cũng là trường khoa học, dự án, thiết kế và trường công nghiệp. Chúng ta phải có nhiều bộ phận lớn vì số lượng nhiệm vụ khổng lồ và tôi đã thành lập trường với nhận thức này. Đương nhiên, mỗi bộ phận được hình thành khác nhau. Lý do là ở các chuyên gia, ở đâu đó có họ, ở đâu đó đến không. Vì vậy các chuyên gia phải được đào tạo. Tôi có thể tự hào nói mà không hề cường điệu rằng, cho đến ngày nay, chúng tôi đã thành công trong việc tạo ra trường kỹ thuật mạnh nhất ở Belarusi và theo ý kiến của tôi ở Nga. Trường kỹ thuật UNIT Siki đây là sản phẩm dẫn đầu ngành. Và có hàng nghìn khoảnh khắc như vậy, hệ thống con, hệ thống, yếu tố, thành phần, thiết bị đến thậm chí có thể lên tới hàng chục nghìn. Và do đó, chúng ta phải có năng lực trong mọi việc. Không nên có bất kỳ sai lầm. Tuy nhiên, có hàng ngàn xác suất lỗi. Và do đó, thách thức là tạo ra một đội không phạm bất kỳ sai lầm nào. Đó là lý do tại sao nhóm bao gồm hàng nghìn người, bởi vì có rất nhiều nhiệm vụ và vấn đề cần giải quyết, và việc kiểm soát phải nghiêm túc cũng như kiến thức để đưa ra những quyết định đúng đắn ban đầu và không sửa chữa những kết quả sai lầm về sau. Sản phẩm của chúng tôi phức tạp đến mức đối với mỗi nút hoặc một số yếu tố thiết yếu hoặc đơn vị cấu trúc, chúng tôi cần tạo văn phòng dự án, văn phòng thiết kế hoặc phòng thí nghiệm, bộ phận hoặc bộ phận của riêng mình. Hơn 60 phòng thiết kế, phòng ban, phòng thí nghiệm và bộ phận hoạt động chỉ riêng trong UNIT CKC Tờ Dinh Tết Nà Lờ Ghi Si In. Hiện đã có hơn 100 bộ phận như vậy trong tập đoàn các công ty UNIT Siki. Không còn nghi ngờ gì nữa, các nhà thiết kế, nhà xây dựng, kiến trúc, kế toán, nhà kinh tế của chúng tôi đã hoàn thành một công việc tuyệt vời đến chúng tôi tuyển dụng nhiều chuyên gia. Và chúng đã được hình thành trong một cấu trúc ổn định đến mức chúng không nên tự hoạt động mà nên tương tác với nhau. Bởi vì chẳng hạn, không thể tạo ra UBC mà không có sự hợp tác đến đây là bánh xe, đây là khung, đây là cabin, đây là hệ thống, điều khiển đến có rất nhiều thứ. Và làm thế nào để lắp ráp tất cả lại với nhau, nó không ăn, khớp với nhau thì không giúp được gì mà ngược lại còn cày phải lẫn nhau trong sự tương tác của các bộ phận này. Chúng tôi làm mọi thứ ở mức độ chuyên nghiệp cao nhất, cho dù đó là động cơ bánh xe hay khí động học. Ví dụ, cầu vượt dây phải có chi phí tối thiểu, tiêu thụ vật liệu tối thiểu cũng như bền nhất có thể, đáng tin cậy nhất có thể và phải cung cấp tốc độ cần thiết. Đây là cầu vượt giao thông, hơn nữa là cầu vượt có thể thiết kế cho tốc độ 500 km/h, 600 km/h. Và các nhà thiết kế của chúng tôi biết cách làm điều đó và chính tôi là người đã dạy họ. Họ hiểu yếu tố nào là quan trọng nhất và biết cách đạt được chúng. Mỗi ấp ắt của chúng tôi giống như một chiếc máy bay xét về độ phức tạp. Đây là một cỗ máy rất phức tạp, và do đó, chúng tôi không chỉ tự mình thiết kế tất cả các nút và tất cả các thành phần, mà còn tạo ra tất cả các thành phần chính trong quá trình sản xuất của chính chúng tôi. Мы
Chúng tôi đã thiết kế, sản xuất và thử nghiệm 15 Abarth khác nhau về cơ bản ở các phiên bản tốc độ cao chở hàng, đô thị và liên, tỉnh. 5 trong số những chiếc xe này đã được chứng nhận. Chúng tôi có mọi thứ để tham gia thị trường. Chúng tôi đã kiểm tra mọi thứ, hoàn thành mọi thứ, thiết kế, mọi thứ. Nó không chỉ bao gồm một hướng duy nhất, mà còn tập trung vào hàng hóa, giao thông đô thị, vận chuyển tốc độ cao và vận chuyển siêu tốc. Thực ra, siêu tốc trong môi trường chân không là thứ đầu tiên tôi bắt tay vào nghiên cứu. Đó không phải là ý tưởng của Elon Musk. Có lẽ đã 40 năm trước khi tôi đề xuất đường cao tốc siêu tốc London đến núi Yếu Xuyên, đại dương với thời gian hành trình là 5 giờ. Do đó, rõ ràng là chúng tôi đang phát triển theo hướng này và trường không chỉ cần làm điều gì đó hôm nay dựa trên những cơ hội hiện có, mà còn phát triển công nghệ cho viễn cảnh tương lai 10, 20, 50 năm dựa trên những cơ hội sẽ được sau này. Và chúng tôi cũng có tất cả. Và vì vậy, tôi có thể nói rằng chúng tôi với trường kỹ thuật của mình mãi mãi đi trước mọi người ít nhất là 10 đến 15 năm. Và bây giờ, khi nhìn lại, tôi có thể tự hào nói rằng việc thành lập trường kỹ thuật Unit Siki là một trong những thành tựu chính của tôi, đến có lẽ là thành tựu quan trọng cho phép chúng tôi tạo ra, duy trì và phát triển sản phẩm hình thành ngành phức tạp nhất một cách độc lập từ đầu, không có tương tự trên thế giới.